Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 86. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghiêng tai qua, nhậm lời tôi, vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy cứu kẻ tôi tới Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin thương xót tôi, vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tới Chúa, vì Chúa ơi, linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dù nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đoái xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tới Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Thư Côrintô thứ nhất, chương 1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-pô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao?
Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em. Hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành. Và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồi dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồi dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đang khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gê-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gê-rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỏi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Sách Các Quan Xét, chương 1. Sau khi Giô-suê qua đời, dân Israel bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va mà rằng: ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? Đức Giê-hô-va đáp rằng: ấy là người Giu-đa phải đi lên. Kìa, ta đã phó sứ vào tay họ. Người Giu-đa bèn nói cùng người Si-mê-ôn là anh em mình rằng: hãy đi lên cùng tôi trong xứ đã bắt thăm về tôi, thì chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an, rồi tôi cũng sẽ đi cùng anh em đến xứ đã bắt thăm về anh em. Người Si-mê-ôn bèn đi với họ. Vậy người Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít vào tay họ. Tại Bê-xét họ đánh giết 10,000 người. Ở Bê-xét cũng có gặp Adoni Bê-xét, bèn xông vào người, đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít. Adoni Bê-xét chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni Bê-xét nói rằng: có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Người Giu-đa hãm đánh thành Jerusalem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư và phóng hỏa thành. Kế ấy, người Giu-đa đi xuống đặng đánh dân Ca-na-an ở trên núi miền nam và đồng bằng, lại đi đánh dân Ca-na-an ở tại Hebron. Tên Hebron thuở xưa là Kiriat Araba, và đánh Sê-sai, Ahiman cùng Tanmai. Từ đó, người Giu-đa đi đánh dân cư của Đê-bia. Tên Đê-bia thuở xưa là Kiriat Sê-phe. Caleb bèn nói:
ai hãm đánh Kiriat Sefe và chiếm lấy nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Aksa cho người ấy làm vợ. Bây giờ, Othniel, con trai Kena, em thứ Caleb, chiếm lấy thành đó, nên Caleb gả con gái mình là Aksa cho người làm vợ. Khi nàng đã đến nhà Othniel, nàng giục người xin cha mình một miếng ruộng. Nàng xuống khỏi lừa thì Caleb hỏi rằng, con muốn chi? Nàng thưa rằng, xin cha cho con một của phước. Vì cha đã định cho con ở đất miền Nam, xin hãy cho con những nguồn nước. Caleb bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới. Vả, con cháu của Kenit là anh em bên vợ Môi-se, từ thành cây chà là đi lên với con cháu Giu-đa, đến trong đồng vắng Giu-đa ở về phía nam Arác và lập chỗ ở tại giữa dân sự. Kế ấy, người Giu-đa đi cùng anh em mình là người Simeon đánh dân Canaan ở tại Sê-phát, tận diệt nơi ấy, rồi gọi tên nó là Hoạt-ma. Người Giu-đa cũng chiếm lấy Gaza cùng địa phận nó, Ách-ca-lôn cùng địa phận nó và Ét-rôn cùng địa phận nó. Đức Giê-hô-va ở cùng người Giu-đa. Người Giu-đa hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng thì họ đuổi đi không đặng, vì chúng nó có những xe bằng sắt. Kế sau, theo lệnh của Môi-se, người ta ban Hebron cho Caleb. Caleb bèn đuổi ba con trai của Anak khỏi thành ấy. Nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Còn nhà Joseph cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. Vậy, nhà Joseph sai do thám Bê-tên. Tên thành này lúc trước là Luser. Những kẻ do thám thấy một người ở thành đi ra, bèn nói cùng người rằng, xin chỉ cho chúng ta ngõ nào đi vào thành được, thì chúng ta sẽ làm ơn cho ngươi. Người bèn chỉ cho họ ngõ người ta đi vào thành được. Chúng bèn lấy gươm đánh giết thành, nhưng để cho người đó và cả nhà người đi. Đoạn, người ấy đi vào xứ dân Hê-tít, xây một cái thành tại đó và đặt tên là Lu-sơ. Hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Người Ma-na-se không đuổi được dân cư của Bết-se-an và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha-a-nát và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Đô-rơ và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gíp-lê-am và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Megiddo và dân ở các thành địa hạt nó, thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Canaan quyết định ở trong xứ ấy. Sải khi Israel trở nên cường thạnh thì bắt dân Canaan phục dịch, nhưng không có đuổi chúng nó đi hết. Người Ephraim cũng chẳng đuổi dân Canaan ở tại Gê-xe, nhưng dân Canaan cứ ở cùng họ tại Gê-xe. Người Sa-bu-lôn cũng chẳng đuổi dân ở Kít-rôn hoặc dân ở Na-ha-lô, và người Canaan ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ. Người A-xe cũng chẳng đuổi dân ở A-cô hoặc dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phét hay là dân ở Rê-hốp. Người A-xe lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ, vì người A-xe không đuổi chúng nó đi. Người Nephtali không đuổi dân ở Bết-se-mết và ở Bết-a-nát, nhưng lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ. Còn dân Bết-se-mết và dân Bết-a-nát phải phục dịch người Nephtali. Dân Amorit dồn người đang ở trên núi, không cho họ xuống trũng. Dân Amorit định ở tại núi Here, Ayalon và Sa-an-bim, nhưng tay của nhà Joseph thắng chúng nó, nên chúng nó phải phục dịch. Địa phận dân Amorit chạy từ dốc Ạc-rab-bim từ Sê-la trở lên. Chương 2. Vả thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ginh-ganh đến Bô-kim và nói rằng, ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi. Còn các ngươi chớ lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta.
tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán, ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa nói dứt lời này cho cả dân Israel, thì dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Chúng gọi tên chỗ đó là Bô-kim và dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Khi Giô-suê đã cho dân sự về, thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy sứ. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thimnath-Hera trên núi Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng Ba Anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba Anh và ác tạc tê. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh, và Israel không còn thế chống cự nổi được trước kẻ thù nghịch mình. Bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng giáng họa cho, y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng chúng cũng không nghe các quan xét, vì chúng hành dâm cùng các thần khác và quỳ lại trước mặt các thần ấy. Chúng vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt chước theo tổ phụ, vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. Vả, khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ, tại có những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lại trước mặt các thần ấy. Israel không khứng chừa bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ. Bởi cớ đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel, và Ngài phán rằng, vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó, và vì chúng nó không có nghe lời phán ta, nên về phần ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-suê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel, để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi và cũng không phó chúng nó vào tay Giô-suê. Chương 3. Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan. Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là dân Philistine cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit ở tại núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến cửa Hamat. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó. Dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,
cúng thờ các hình tượng Ba Anh và Asera. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay Cushan-Rishathaim, vua nước Mesopotami. Dân Israel bị 8 năm phục dịch vua Cushan-Rishathaim. Kế ấy, dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Ôt-ni-en, con trai của Kê-na, em thứ của Ca-lép, và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cushan-Rishathaim vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Cushan-Rishathaim. Xứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó Ôt-ni-en con trai Kê-na qua đời. Dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va khiến Ec-lôn vua Mô-áp trở nên cường thạnh để hãm đánh Israel. Vậy Ec-lôn nhóm hiệp chung quanh mình dân Ammon và dân Amalek kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây Chà La. Dân Israel bị phục dịch Ec-lôn vua Mô-áp trong 18 năm. Đoạn dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ê-hút, con trai Gê-ra thuộc về chi phái Benjamin, là người có tật thuận tay tả. Dân Israel sai người đem lễ cống cho Ec-lôn vua Mô-áp. Ê-hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo theo trong áo mình nơi háng hữu. Vậy người đem dâng lễ cống cho Ec-lôn vua Mô-áp là một người rất mập. Khi dâng lễ cống rồi, bèn cho những kẻ đã đem lễ vật đến đi về. Nhưng chính người đến hầm lấy đá ở gần Gilgal thì trở lại nói rằng: hỡi vua, tôi có một lời tâu kín cùng vua. Vua truyền, hãy nín. Hết thảy những kẻ hầu cận vua bèn đi ra. Bây giờ vua đang ngồi một mình nơi lầu mát. Ê-hút đến gần mà nói rằng: tôi có một lời của Đức Chúa Trời tâu lại với vua. Ec-lôn vừa đứng dậy khỏi ngai, Ê-hút bèn giơ tay tả ra, rút gươm đeo ở phía hữu mà đâm người nơi bụng. Cán gươm cũng lút theo lưỡi, mở liếp lại xung quanh lưỡi gươm, vì người không rút gươm ra khỏi bụng, nó thấu ra sau lưng. Đoạn Ê-hút lánh ra nơi hiên cửa, đóng các cửa lầu mát lại và gài chốt. Khi Ê-hút đã đi ra khỏi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều đóng gài chốt thì nói với nhau rằng: hoặc vua đi ngơi trong lầu mát chăng? Chúng đợi rất lâu đến đổi hổ thẹn, song vì không thấy vua mở cửa phòng, bèn lấy chìa khóa và mở. Kìa, thấy chúa mình đã chết, nằm sải trên đất. Trong khi chúng trì hoãn, Ê-hút đã trốn qua khỏi các hầm đá, lánh đến Syria. Người vừa đến bèn thổi kèn lên trong núi Ephraim. Dân Israel đều cùng người xuống khỏi núi, và chính người đi ở đầu hết. Ê-hút nói cùng chúng rằng: hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó vào tay các ngươi dân Mô-áp là kẻ thù nghịch các ngươi. Chúng đều theo người xuống chiếm cứ các chỗ cạn sông Giô-đanh, là đường đi đến Mô-áp, cấm không cho ai đi qua. Vậy, trong lúc đó dân Israel đánh giết chừng 10.000 người Mô-áp, thảy đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát khỏi được. Trong ngày đó, dân Mô-áp bị phục dưới tay Israel, xứ được hòa bình trong 80 năm. Sau Ê-hút có Sam-ga, con trai của A-nát, người dùng một cây đót bò mà đánh giết 600 người Philistine và cũng giải cứu Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét,
say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.